Vâng, xin chào tất cả mọi người, xin chào bà con nhé. Thì hôm nay cửa Việt anh em lại giới thiệu cho mọi người một lô máy siêu VIP các bác này. Hôm nay gồm có là máy xịt thuốc này. Đấy, máy xịt thuốc dây này, máy xịt thuốc bình này, có máy sới đất cào cào mili của tên là 33 Zelot Komatsu, rồi là Makita. Đó, dòng của một em siêu siêu đẹp các bác nhá. Em mới đập hộp luôn này. Và cuối cùng ngày video ngày hôm nay đó là một chiếc máy sới đất xin lỗi các bác, máy cắt cỏ đẩy các bác nhá. Nó có số tiến số lùi đầy đủ hết cho các bác luôn này. Các bác xem đến cuối video chiêm ngưỡng những em siêu phẩm ngày hôm nay nhá. Ok, thì ở cửa hàng bên em thì chuyên cung cấp dòng máy bãi. Các bác nào có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm dòng máy bãi thì cứ liên hệ số điện thoại của cửa hàng. Số điện thoại là 0961350530. Số điện thoại nữa là 0812332686 nhá bác nhá. Thì các bác có bận tâm hay là đang còn băn khoăn cần tư vấn thì cứ liên hệ qua số điện thoại giúp em hoặc liên kết qua Zalo. Đó, thì em sẽ giúp các bác lựa chọn một em máy phù hợp với giá tiền. Đấy, công việc. Các bạn đang xem video cảm thấy hay cho em xin một like, một đăng ký kênh, bật chuông thông báo những video sớm nhất từ cửa hàng bên em. Rồi, em số 1 ngày hôm nay. Động cơ đầu tiên là một động cơ của Kim Burit này các bác này. Đấy, em này thì công suất của nó là 26cc, lòng 34 ly. Em này thì là bơm dây các bác nhá. Mình mua về. Những em này thì để lên lóc thùng phi, đấy, hay là pha thuốc để lóc thùng phi các bác kéo dây đi để tưới tiêu, và sau khi đó thì mình có thể quay về máy và mình kéo có một bộ quay đây nha bác nhá. Đấy, cái này quay này thì các bác chỉ cần quay về đây là thu lại hết dây nhá. Bộ này dây của nó thì được khoảng 5-60 mét nha các bác nhá. Em này thì còn khá ok các bác luôn. Rồi, em số 1 đây, em đóng giá đây là 2.300.000 bác nhá. 2.300.000 thì các bác được nhận máy này, kiểm tra máy, test máy, thử máy, cảm thấy ok thanh toán. Hôm nay thì em rất là nhiều máy nên em sẽ giới thiệu sơ qua từng chiếc máy cho các bác, chủ yếu là quay qua bên ngoài cho chiếc máy. Còn bác nào có nhu cầu quan tâm sản phẩm thì liên hệ qua Zalo giúp em. Rồi, đến em số 2 ngày hôm nay. Vừa hai hôm nay là một động cơ của Robin các bác nhá. Một em máy Robin có trục giật trợ lực luôn này các bác này. Trục giật trợ lực lớn luôn nhá. Em này thì giá báo giá cho bác là 3.200.000. Dây em này là có lên tới là 100 đến 200 mét nha bác nhá. Dây em này thì dây nhỏ mà là rất là dày dây luôn. Đó. Rồi các bác này, em này thì mang đi tưới tiêu xịt chiếc đều ok các bác nhé. Đây là hệ thống bộ bơm ti này. Thì đầu máy này các bác có thể tháo rời ra. Đấy, để các bác chế cháo đồ, rồi là lắp máy cắt cỏ chạy rất ok nhá. Đấy, đây này các bác vẫn cứ sau khi các bác tưới trong các bác vào đây này. Đấy, các bác thu dây là ok luôn. Dây này còn đẹp luôn các bác nhá. Rồi, em số 2 bán cho bác giá là 3.200.000. Em số 3 ngày hôm nay là một em bình xịt vẫn là của dòng máy, đầu máy của Robin nữa các bác này. Thì em này thì bơm xài bơm ti, tất cả đều là bơm ti hết các bác nhá. Đấy, em này có dây đằng sau lưng này. Đó. Còn quận này thì được khoảng 20-30 mét nha các bác nhá. Quận này thì được 20-30 mét. Và bình này của nó là bình 25 lít có bánh xe. Thì cái dòng máy này giống như ở các bác đi du lịch ấy, cầm cái kéo cái vali theo ấy. Đấy. Thì mình đi ra vườn vậy. Đấy. Các bác đẩy lên đẩy xuống pha thuốc vào bình, các bác đẩy xuống chân dốc. Đấy, chân vườn, xong rồi các bác chỉ việc kéo dòng dây vào là phun tưới thôi nha bác nhá. Động cơ này thì rất là khỏe cho bác chạy luôn. Đấy, em này thì bán cho bác là 3.200.000 các bác nhá. 3.200.000 bao ship cho bác. Rồi, sau đây thì em giới thiệu chi tiết từng sản phẩm từ những chiếc máy sới đất cào cào mili ngày hôm nay. Đầu tiên ngày hôm nay sở hữu là một em máy của Mitsubishi. Đấy, Mitsubishi tên là 33 các bác nhá. Lốc máy thì có đóng Make in Japan các bác này. Bộ lưới sới này thì là 20x20 các bác nhá. Đó, rất là dày. Đó, em những dòng em sới đây là dòng chuyên sới các bác nhá. Các bác phải hiểu là có những bác hỏi giá từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi thì đây là những dòng máy sới đất nhá, dòng đấy sới cỏ nhá, sạc cỏ, vì cái bộ sạc cỏ nó khác và đây là bộ sới đất khác nhá. Và động cơ máy nó cũng khác. Nói về máy thì đầu động cơ tên là 33 rồi này. Em này giá số 4 này thì là giá là 3.300.000 bao ship cho các bác luôn. Đấy, lưỡi sới răng chiếc bánh xe đều ok hết nhá. Thì các bác mua xong em sẽ làm một cái video hướng dẫn các bác vận hành một chiếc máy này. Đấy, rất ok các bác luôn. Số 4 bán 3 cho bác 3.300.000. Đến em số 5 ngày hôm nay. Số này 5 ngày hôm nay là một em đến từ thương hiệu Zelot Komatsu các bác nhá. Zelot Komatsu lòng máy lớn. Em này là L467, em này thì 46cc các bác nhá. Hàng cực khủng cho các bác luôn. Động cơ máy lổ hay mọi cái em này thì quá VIP cho các bác luôn này. Đó, lốc máy này, đầy đủ hết cho các bác luôn. Đây, tay cầm này. Em này thì để cho bác giá là 3.400.000. Đấy, bộ lưỡi sới này. Đó, vẫn 20x20 rất là rộng luôn.
thoải mái các bác nhé. Đó, đây dòng này. Từ cái những dòng máy sới bất mini này thì em đã có làm một số video hướng dẫn test rồi đấy các bác. Thì chạy những em này thì có quá phê cho các bác luôn. Mình làm ở những cái địa hình hẹp hay là mình trồng rau, trồng cỏ đấy thì mình xài những chiếc máy như này để đánh tơi đất, làm đất xốp lên có gieo hạt giống rất là ok các bác nhá. Đấy. Nói chung là công suất, cái sức mạnh của nó thì thật ra các bác phải làm một cái trải nghiệm qua dòng máy bãi này thì các bác mới một số bác hỏi là về mấy ngựa đấy. Thì em xin giới thiệu bác là những dòng máy này nó chạy đầu máy cắt cỏ. Đấy, và công suất của nó toàn khoảng trên 4 mm hết. Nên là nó bác cứ yên tâm về sức mạnh của nó đi. Còn các bác mua máy về các bác phải luyện tập, và nói chung là cái máy như này không phải là giống như lôi ra một phát ra vườn các bác sới được ngay. Đấy, các bác phải nói chung là phải vận mân mê nó tầm khoảng 15-20 phút thì sau đấy mới nắm vững được một số cái kiến thức cơ bản của nó để mình sới được. Đấy, đây là những cái bác nào mà cứ có ý định muốn mua đó thì cần tư vấn thêm thì liên hệ qua Zalo giúp cho em. Rồi, em cô Matsu này 43 số 5 này thì bán cho bác 3.400.000 nhá. Rồi, tiếp theo đến một em cô Matsu đời mới nữa. Đây là cô Matsu lòng lớn này. Đây là một dòng hệ cô Matsu đời mới các bác nhá. Em này thì nó là 4250 42cc. Đấy, và lòng của nó là lòng 40 ly. Tất cả từ bánh răng cho đến máy móc, tất cả thì trọng lượng của chiếc máy này rơi khoảng 19 cân nhé bác nhá. Đấy, 19kg. Và lưỡi sứa hay là mọi cái đều còn rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, chưa dơ chứ các kiểu. Dòng này thì về các bác cứ ở đất cứng thì các bác cứ lên sới và đến giữ nguyên máy cho sao nó sới lửa cái bánh răng này, xong bắt đầu bác cứ gọt dần đi. Đó. Và nếu mà một số bác mà nhà mình có trồng ngô hay trồng ngô khoai sắn ấy, thì nó có những cái bên những cái rãnh cỏ ấy, thì các bác lên về mua một chiếc máy này về, xong các bác tháo bớt đi hai bánh cho nó thu nhỏ lại và bác lắp thêm một chiếc lưỡi sới nữa, à một cái lưỡi cày nữa là các bác có thể vận hành vừa cày đất nó vừa sới đất được các bác nhá. Em số 6 này thì bán cho bác là 4.300.000, em còn siêu mới cho bác luôn, 80-90% cho các bác. Em này thì hôm nay lô thì cực kỳ nhiều máy mới nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay đó là một em Makita bôi máy 4 thì 43. Em này lòng là lòng 40 ly các bác nhá. Lòng 40 ly này, động cơ thì siêu khỏe cho các bác luôn, một thằng tốp châu bò. Và những cái bộ răng sới của em này thì siêu dày. Nó phải nói là thiết kế của dòng Makita này, cái bộ những bộ răng sới của nó siêu dày các bác nhá. Em này thì như kiểu là một con dao luôn. Đó, những cái này thưa còn mỏng này hơn một chút, còn em này thì cực kỳ dày các bác nhá. Và cái loại này thì các bác sới thì siêu thoải mái luôn. Các bác lo là gãy cái này thì nói chung là các bác xài nói chung là còn rất là lâu thì nó mới gãy được cái này các bác nhá. Đấy. Em số 7 này, một con động cơ máy 4 thì của Makita. Em này để cho bác giá là 3.800.000 các bác nhá. Đến em số 8 này thì giống như em số 6 các bác nhá. Đó, cũng là GUB 4250 cho các bác. Đấy, bộ lưỡi sới, răng sới, bánh xe, tất cả mọi cái rất ok các bác luôn. Máy đã lổ. Nhận máy thì lổ máy các bác cứ ra sới thử. Đấy, cảm thấy ok thanh toán. Em số 8 này thì bán cho bác là 4.100.000 các bác nhá. 4.100.000. Còn các bác là có em quay chưa được kỹ về máy lắm thì các bác là cứ liên hệ, có nhu cầu muốn lấy thì cứ liên hệ qua Zalo giúp em thì em sẽ quay chi tiết máy hơn cho các bác. Rồi, tiếp theo chiêm ngưỡng em này từ trên cần xuống các bác nhá. Em này thì là máy đập hộp nha các bác nhá. Máy đập hộp. các bác xem cái miếng tấm nhựa chắn này này. Đấy, em này còn siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn các bác nhá. Em này là mới trên 95% và bình xăng này thì chưa đổ xăng. Đấy, lưỡi sới thì ốc 7 màu. Đây các bác có thể nhận ra này. Đây ốc 7 màu này, các bác nào thích máy siêu mới thì các bác lựa chọn em này. Đấy, thì kể cả là thanh chốt đinh nhá. Còn 7 màu cho các bác luôn. Đấy, ốc này. Toàn ốc 7 màu cho các bác luôn. Siêu đẹp. Máy thì chưa đổ xăng. Lúc này em này là gieo lát Komatsu. Chùm giật trợ lực Komatsu 43 các bác nhá. 43cc. Em này thì tháo cắt cỏ hay làm cái gì cũng đều rất ok cho các bác luôn. Đặc biệt hơn nữa là em này còn chưa đổ xăng. Đấy. Thế là bác làm một chốt được em này thì nó quá VIP rồi. Em này thì giá cho bác là 5 triệu nha bác nhá. Có hộp đầy đủ cho các bác luôn. Siêu VIP. Cực kỳ đẹp. Zalot Komatsu mới keng speng. Rồi, đến năm cuối cùng ngày hôm nay, động cơ của một chiếc máy cắt cỏ đầy MV10, giá như này là 4.500.000, bao ship cho các bác. Em chạy cái động cơ máy này là máy của Mitsu các bác nhá. Đấy, động cơ Mitsu.
Em này là 3 ngựa rưỡi này các bác này. Đấy, em này 3 ngựa rưỡi và có hệ thống số tiến số lùi đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy, có giảm áp nhá. Em này thì giật dễ nổ thôi. Đấy. Đây, công tắc này các bác này. Đấy, siêu dễ nổ luôn. Em máy này thì kéo nhẹ nhàng cái là máy nổ cho các bác rồi. Có bánh chạy không. Đây, đây là cái chế độ mà các bác dùng để máy bánh xe chạy thôi. Còn đóng xuống thì là chế độ mà dùng lưỡi dao. Cái này thì các bác cắt cỏ kể cả sân golf hay là cắt cỏ trên các vườn cà phê, đồn điền cao su thì xài em này cũng rất hiệu quả nhá. Em này thì có thể lâng lên hạ xuống được các bác nhá. Đấy. Các bác lưng cầm thấp xuống để cắt cỏ sát mặt đất hoặc là các bác lưng cao lên cho cỏ theo ly. Đấy, đây là hệ thống cần gạt số tiến số lùi cho các bác và hệ thống ga. Còn đây là cách điều chỉnh các bác xoay 180 độ đều được nhé. Đấy. Đó, các bác xoay sang trái xoay sang phải đều ok cho các bác luôn. Hệ thống cần. Đó. Rồi, em số 10 ngày hôm nay bán cho bác giá là 4.500.000 các bác nhé. Em xin phép là kết thúc video đây. Em vừa giới thiệu qua cho các bác gồm có 2, 4, 6 6 chiếc máy sới đất cào cào mili, một chiếc máy cắt cỏ đẩy và một chiếc bình xịt thuốc đẩy và hai chiếc bình xịt thuốc có dây. Bác nào có nhu cầu quan tâm sản phẩm thì liên hệ số điện thoại giúp em hoặc liên kết qua Zalo. Số điện thoại em có để dưới link. Các bác đang xem video thì có ý kiến để lại dưới phần bình luận giúp em với nhá. Cảm ơn mọi người theo dõi video và hẹn mọi người video tiếp theo.